bóng liên tục. Và đây là một trận đấu với tốc độ khá cao. Rijka. Còn khoảng 5 phút nữa cho khoảng thời gian bóng cuối và bóng vẫn đang được kiểm soát bởi Lihari. Hôm nay thì đội tuyển cũ của Lihari đã thi đấu không thành công. Nhưng anh đang cùng với các đồng đội của mình hướng đến thêm một chiến thắng nữa dành cho Seven. Bóng cuối đang đến và vẫn là Lihari. Vẫn là những đường truyền với những nhịp chạm rất ít. Việt Nam vẫn đang rất tập trung để phòng ngự khu vực và không để cho Huy Hạ có thể tiến sâu vào khu vực bên trong. Zaprota, Gullit, Sochenko, Beckham, pha áp sát kịp thời của Pele. Không thể có bóng cuối dành cho Huy Hải và hiệp một khép lại với hai cú sút thuộc về Việt Nam. Lee Harry là người đã chủ động cầm bóng để tạo ra tình huống bóng cuối. Thầy Lee đã bật chế độ nghiêm túc. Tuy nhiên thì bóng vừa rồi là pha bóng mà chưa có nhiều sự đột biến trong lối chơi. Nó khiến cho Lee Harry không có được pha dứt điểm nào trong hiệp 1. Pha tạt bóng vào, Chabukun! Và lần này thì sẽ có một tình huống phạt góc. Vẫn chưa thể thành công với những pha dứt điểm của Chabukun. Đường truyền cố gắng để tạo ra bất ngờ. Nani. Buộc lòng phải truyền về thôi. Sơ đồ hàng phòng ngự của Lee Harry cũng là một sơ đồ được tổ chức rất tốt. Bịt kín tất cả những kẽ hở tại khu vực zone 14 khiến cho Việt Nam vào lúc này chỉ có thể có bóng ở hành lang biên và cố gắng tạo ra những quả tạt. Tiếp tục là Chabukun. Chabukun đối đầu với Netta và Cha đã không thể giành chiến thắng. Sochenko. Không thể có một tình huống phản công nhanh.